Các công đức của Bồ Tát làm vi diệu rộng lớn rất sâu xa, cho đến một niệm mà tu hành, thầy đều hồi hướng không bờ mé. Phật làm thế nào mà thành Phật? Phải chăng vốn là Phật chăng? Chẳng phải. Ban đầu Phật với chúng ta đều là phàm phu như nhau, chẳng những với tất cả mọi người đều như nhau, mà với hết thảy tất cả chúng sinh cũng đều như nhau. Phật đã từng làm đủ thứ chúng sinh, đã từng làm ngạ quỷ, đã từng làm súc sinh, cũng đã từng chịu khổ trong địa ngục, cũng đã từng làm Atula lương thiện, đã từng làm người thiện nhân từ, cũng đã từng hưởng thọ an vui trên các cõi trời. Sau đó Ngài một lòng tu hành, phát tâm Bồ Đề, cầu quả vị vô thượng, sau đó thành Phật. Tại sao hiện tại chúng ta vẫn chưa thành Phật? Vì không muốn phá tan vô minh, không muốn đoạn tuyệt phiền não. Tuy nhiên trong quá khứ đã từng làm bạn với Phật, đã từng làm đồng loại chúng sinh với Phật. Song Phật nỗ lực phá vô minh, cho nên hiện ra trí huệ vốn có, thành tựu quả vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Bồ Tát và chúng ta đều như nhau. Khi Bồ Tát làm người thì chuyên thực hành Bồ Tát đạo, tức là lợi mình lợi người, giác mình giác người, độ mình độ người. Tuy nhiên Ngài trên cầu Phật đạo, song Ngài cũng giới độ chúng sinh, do đó mới phát tâm Đại Bồ Đề, tu nhất thiết trí huệ, phá tất cả vô minh, hy vọng hiện ra Đại Quang Minh Tạng, thành tựu quả Phật vô thượng. Cho nên thực hành những gì người không thực hành được, làm những gì người không làm được, nhẫn những gì người không nhẫn được, thọ những gì người không thọ được, nhường những gì người không nhường được, xả những gì người không xả được. Tóm lại, người không buông xả được, Ngài buông xả được. Người không nhìn xuyên thủng được, Ngài nhìn xuyên thủng được. Bởi nguyên nhân như vậy, Bồ Tát trên cầu Phật đạo, niệm niệm phát tâm Bồ Đề dưới độ chúng sinh, nơi nơi lợi ích chúng sinh. Ngài tu đủ thứ căn lành, tích tập đủ thứ công đức, mà chẳng giữ lại cho chính mình, hoàn toàn hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Bồ Tát là một vị có đại trí huệ ở trong chúng sinh, chúng ta xả bỏ vật chất chẳng được, mà Ngài xả được bố thí cho người. Những gì Bồ Tát đều làm, những gì Bồ Tát làm đều là công đức. Ngài chẳng bỏ việc lành nhỏ mà không làm, cũng chẳng làm việc ác mà tạo tội. Công đức của Bồ Tát làm đều rất vi diệu, rất rộng lớn, rất sâu xa, chẳng phải phàm phu chúng ta có thể hiểu biết được. Cho đến ở trong một niệm tu hành công đức hoàn toàn hồi hướng cho chúng sinh, nhiều không có bờ mé. Bồ Tát có các đồ tư xanh, đủ loại phong phú không hạn lượng, vòi hương ngựa báu để kéo xe, y phục châu báu đều thù diệu. Bồ Tát có hết thảy đồ vật tư xanh, có rất nhiều loại đều phong phú, chẳng có hạn lượng. Ngài dùng voi hương hoặc ngựa báu để kéo xe báu danh quý đó có thể bố thí, hết thảy quần áo, hết thảy châu báu đều đặc biệt thù thắng, trang nghiêm tốt đẹp, Bồ Tát đều bố thí cho chúng sinh, hoặc đem đầu mắt và tay chân, hoặc là thân thịt với xương tủy, đều khắp mười phương vô lượng cõi, thí khắp tất cả khiến đầy đủ. Bồ Tát vì cứu độ chúng sinh, nếu có người cần đầu mắt của Ngài, hoặc cần tay chân của Ngài, Ngài đều bố thí không sẻn tiếc. Hoặc có người cần thân và thịt của Ngài, cần xương và tủy của Ngài, bất cứ người nào hướng về Ngài cầu xin, Ngài đều làm cho họ được mãn nguyện, chẳng làm cho họ thất vọng. Bồ Tát đem hết thảy nội tài bố thí cho chúng sinh, lại đem hết thảy ngoại tài bố thí cho chúng sinh, ở trong mười phương vô lượng cõi đều bố thí như vậy. Bố thí khắp tất cả, khiến cho pháp môn bố thí sung mãn khắp tất cả cõi nước, khắp tất cả pháp giới. Trong vô lượng kiếp chỗ tu tập, tất cả công đức hồi hướng hết, vì muốn cứu độ các quần sinh, tâm Ngài rốt ráo không thối chuyển. Bồ Tát ở trong vô lượng kiếp tu tập tất cả công đức, thầy đều hồi hướng về thật tế, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng cho chúng sinh. Bồ Tát thời khắc không quên cứu chúng sinh, niệm niệm không quên độ chúng sinh, tâm của Bồ Tát vĩnh viễn từ bi hỷ xả, tuyệt đối không thối lùi về sau. Bồ Tát vì độ các chúng sinh thường tu nghiệp hồi hướng tối thắng, khắp khiến ba cõi được an lạc, đều khiến sẽ thành quả vô thượng. Bồ Tát mỗi cử chỉ hành động lời nói đều vì hóa độ chúng sinh, do đó luôn luôn tu tập đức nghiệp hồi hướng tối thủ thắng, khắp khiến cho chúng sinh ba cõi đều được an lạc. Do đó ba cõi không yên giống như nhà lửa, Bồ Tát hay khiến cho chúng sinh ba cõi đắc được sự mát mẻ, tương lai sẽ thành tựu quả giác vô thượng. Bồ Tát khắp phát nguyện bình đẳng, tùy theo tu tập nghiệp thanh tịnh, đều đem hồi hướng các quần sinh, nguyện lớn như vậy chọn không bỏ. Bồ Tát khắp phát khởi nguyện bình đẳng, tùy theo sự tu tập nghiệp thanh tịnh, tức cũng là công đức lành, thảy đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Thệ nguyện lớn như vậy chọn không xả bỏ.
Bồ Tát đem công đức làm được hồi hướng cho chúng sinh mà mình chẳng kể công. Bồ Tát giống như nước, nước đối với tất cả chúng sinh và tất cả sinh vật đều có lợi ích. Tại sao những tinh cầu khác không có sinh vật? Vì chẳng có nước cho nên không sinh trưởng tất cả sinh vật. Tại sao chẳng có nước? Vì ban đầu văn minh đặc biệt phát đạt, khoa học phát đạt đến cực điểm, ngược lại phát sinh sự hủy diệt. Trái đất chúng ta đang ở sớm sẽ đến lúc hủy diệt. Các vị hãy nghĩ xem, vũ khí hiện tại thật là lợi hại. Một đầu đạn nguyên tử có thể giết chết bao nhiêu người? Các nước thế giới đều cất giữ rất nhiều đạn nguyên tử, đạn khinh khí, đạn hạch tâm, phi đạn, vân vân, rất là đáng sợ. Dùng sức hỏa tiễn để mang những vũ khí đó đến các nơi trên thế giới để hủy diệt trái đất. Chẳng những có thể hủy diệt trái đất mà còn có thể hủy diệt những tinh cầu khác. Những vũ khí giết người đó, không đợi người sử dụng, đến lúc nó tự phát nổ, khiến hết thảy vũ khí của các nước trên thế giới đồng thời cũng phát nổ, thì trái đất này có còn an toàn chăng? Cho nên nói, văn minh càng tiến bộ thì càng tiếp cận ngày tàn của thế giới. Bồ Tát phát nguyện hy vọng chúng sinh đừng có tai nạn bất hạnh đó. Song nghiệp lực của chúng sinh quá lớn, vượt qua nguyện lực của Bồ Tát. Bồ Tát thương xót khuyên răn khiến chúng sinh cải ác hướng thiện, tiêu diệt tham sân si. Chúng sinh chẳng nghe lời, muốn khởi hoặc, muốn tạo nghiệp, kết quả phải thọ quả báo. Bồ Tát cũng không còn cách gì khác. Nguyện lực Bồ Tát không hạn ngại, tất cả thế gian đều nhiếp thọ. Như vậy hồi hướng các quần sinh chưa từng tạm khỏi tâm phân biệt. Nguyện lực của Bồ Tát phát ra chẳng có hạn lượng, chẳng có chướng ngại. Nguyện lực của Bồ Tát phát ra chẳng những nhiếp thọ được chúng sinh một thế giới, mà đồng thời cũng nhiếp thọ được chúng sinh tất cả thế giới. Đem công đức đó hồi hướng cho tất cả chúng sinh, chưa từng ở trong một niệm sinh tâm phân biệt. Bạn là chúng sinh, tôi là Bồ Tát, giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì. Ngài chẳng có tư tưởng này, xem tất cả mọi người đều bình đẳng, bố thí bình đẳng, hồi hướng bình đẳng, chẳng phân biệt đó đây. Đó là cảnh giới tư tưởng của Bồ Tát. Khắp nguyện chúng sinh trí thấu rõ, bố thí trì giới đều thanh tịnh, tinh tấn tu hành chẳng giải đãi, nguyện lớn như vậy không ngừng nghỉ. Bồ Tát phát nguyện, nguyện khắp tất cả chúng sinh đều đắc được trí huệ thanh tịnh. Có trí huệ rồi mới thấu rõ tất cả pháp môn nên tu hành như thế nào. Chẳng những khiến tất cả chúng sinh thấu rõ tất cả các pháp, mà cũng khiến cho tất cả chúng sinh chín pháp giới cũng thấu rõ tất cả các pháp, càng khiến cho chúng sinh ba đời cũng thấu rõ tất cả các pháp. Chúng sinh quá khứ đã tu hành rồi, chúng sinh vị lai sẽ tu hành, chúng sinh hiện tại đang tu hành, chúng sinh hiện tại bao quát chúng ta và tất cả mọi người trong đó. Đừng cho rằng pháp nói ở trong kinh là vì chúng sinh 3.000 năm về trước. Chẳng phải đối với chúng ta mà nói, nếu nghĩ như thế thì không đúng. Cô phụ tâm tử bi của chư Phật Bồ Tát, cũng cô phụ tâm tử bi của tất cả hộ pháp thiện thần. Các ngài ủng hộ kinh điển, thọ trì kinh điển, công đức này không thể hạn lượng được. Tuy nhiên chúng ta sinh ra sau Đức Phật, song có cơ hội nghe được pháp lớn Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, giống như chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đối với chúng ta mà nói. Nếu có cảm giác như thế thì sẽ đắc được lợi ích, hy vọng mọi người chí thành khẩn thiết để nghe kinh. Do đó, pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, trong ngàn vạn kiếp có gặp được. Nay con nghe thấy được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Bồ Tát tu pháp môn bố thí rất thanh tịnh. Bố thí có bố thí tài, bố thí pháp, bố thí không sợ hãi, còn có nội thí và ngoại thí. Bố thí tài tức là hết thảy tài sản đều bố thí được, chẳng phải dạy người bố thí cho mình, mà là mình phải bố thí cho người, hay bố thí thì đến được bờ bên kia. Nếu thọ người bố thí mà mình chẳng bố thí, thì họ đến được bờ bên kia ba la mật, còn mình thì chẳng đến được bờ bên kia ba la mật. Cho nên bố thí là hướng bên ngoài bố thí, chẳng phải hướng bên trong bố thí. Điểm này mọi người phải hiểu, phải rõ ràng. Bố thí pháp tức là giảng kinh thuyết pháp, hướng dẫn chúng sinh khiến cho họ nghe pháp khai ngộ, sớm thành Phật đạo. Do đó, trong các sự cúng dường pháp là hơn hết. Tất cả sự cúng dường pháp là thù thắng hơn hết, là bậc nhất. Bố thí không sợ hãi tức là người đang gặp hoàn cảnh hoạn nạn nguy hiểm, phải an ủi họ khiến cho họ không sinh tâm sợ hãi, hoặc tinh thần họ gặp lúc bối rối nguy hiểm, phải biết cách khuyên họ, cứu họ thoát khỏi cảnh nguy hiểm, xong phải biết cách cứu họ. Nội thí tức là bố thí đầu mắt tủy não của mình, ngoại thí tức là bố thí đất nước vợ con của mình. Hết thảy đều bố thí cho người đến xin, tuyệt đối không có tư tưởng xả bỏ không được, hay bố thí thì chẳng còn tâm tham,
Tham là đứng đầu của vạn điều ác, bất cứ tội ác gì cũng đều do tham mà ra. Pháp môn trì giới, tu đến thanh tịnh viên mãn thì sẽ đạt đến bờ bên kia ba la mật. Hiện tại chúng ta tham thiền, ngồi ở trong thiền đường tức là trì giới. Đây là không trì mà trì, không giới mà giới. Tại sao mỗi ngày chúng ta chạy hương, ngồi hương? Chạy hương là vận động thân thể, ngồi hương là an định tâm niệm. Vận động hay khiến cho máu huyết điều hòa, bách bệnh không sinh. An định hay khiến cho vọng tưởng không sinh, trí huệ hiện tiền. Cho nên người tu hành phải điều thân, điều tâm thì mới hiệu quả. Do giới sinh định, do định phát huệ. Tại thiền đường đả thiền thất, tức là tu hành pháp môn bậc nhất, tức cũng là pháp môn dụng công. Dòng người chẳng có căn lành, thì ở tại thiền đường cảm thấy chịu không được. Thậm chí ngồi một cây hương cảm thấy toàn thân không được tự tại, chẳng phải đau lưng thì đau chân. Nên biết không thọ khổ trong sự khổ thì khó làm người hơn người. Lầu cao ngàn trượng là từ đất bằng mà kiến lập nên, vạn đức viên mãn là từ giới cơ bản kiến lập nên. Chúng ta đã thiền thất tức là kiến lập cơ sở vững chắc. Giống như căn nhà vậy, nhất định phải xây nền móng cho tốt, bằng không thì rất nguy hiểm. Tham thiền đà tọa tức là kiến lập cơ sở. Làm thế nào kiến lập cho vững chắc? Trước hết phải giữ giới. Giữ giới phải bắt đầu từ nghiệp thân miệng ý. Thân không phạm giết hại, trộm cắp, tà dâm. Miệng không nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng. Ý thì không phạm tham sân si, ba nghiệp thanh tịnh. Thì giới định huệ tự nhiên sẽ viên mãn, đó là yếu quyết của sự trì giới. Tinh tấn tu hành, tức là không giải đãi. Nếu chẳng tinh tấn tu hành, thì bất cứ pháp nào cũng không thể có sự thành tựu. Tinh tấn có nhiều loại, có thân tinh tấn, tâm tinh tấn, ngày tinh tấn, đêm tinh tấn. Tóm lại, thời khắc đều tinh tấn, không giải đãi. Trong sự tinh tấn, bao quát nhẫn nhục, dụng công phải có tâm nhẫn nại. Nếu không thể nhẫn khổ chịu cực, thì một khi dụng công, sẽ cảm thấy khó chịu, chịu đựng không được. Không thể nhẫn nại thì không thể tinh tấn, không thể tinh tấn thì chẳng có công phu thiền định, chẳng có công phu thiền định thì chẳng có trí huệ. Pháp lục độ này có quan hệ với nhau, bố thí trì giới nhẫn nhục, đây là pháp tu hành thuộc về thân. Tinh tấn thiền định, trí huệ, đây là pháp tu hành thuộc về tâm. Lục độ là pháp môn tu của Bồ Tát, chúng ta học pháp đại thừa thì nhất định phải tu pháp môn lục độ. Giống như ở trước nói đại thệ đại nguyện, chỉ có tinh tấn chẳng ngừng nghỉ, đó mới là chân chánh đệ tử của Phật. Người chân chánh tu hành, tinh tấn lại tinh tấn, tuyệt đối không giải đãi, như vậy chẳng có thời gian nhàn rỗi, chướng ngại người khác tu đạo. Người ham ăn người làm, cơ sở của họ nghĩ thì biết, chẳng có vững chắc, căn nhà của họ chẳng chịu đựng được gió thổi, chẳng chịu đựng được trời mưa, không thể duy trì được lâu thì sẽ đổ ngã. Chúng ta người tu đạo nhất định phải xây dựng cơ sở cho vững chắc. Cơ sở vững chắc rồi thì có thể xây lên lầu cao tầng. Bất cứ cao như thế nào cũng không có vấn đề gì. Bằng không thì chỉ lãng phí thời giờ. Nương Phật mặc y ăn cơm, cuối cùng thì chẳng đắc được gì cả. Cô phụ tâm ý một phen tu đạo. Bồ Tát hồi hướng đến bờ kia, khắp khai pháp môn diệu thanh tịnh. Trí huệ đồng với đấng lưỡng túc, phân biệt thật nghĩa được rốt ráo. Bồ Tát là nói tóm tắt, nói đủ là Bồ Đề Tát Đoà. Bồ Đề dịch là giác, Tát Đoà dịch là hữu tình, tức là giác hữu tình hoặc là hữu tình giác, ý nghĩa gần giống nhau. Giác hữu tình tức là kẻ hữu tình trong sự giác ngộ, hữu tình giác tức là kẻ giác ngộ trong hữu tình. Bất cứ là giác hữu tình hay hữu tình giác, ở trong nhân loại chúng ta là một bậc giác ngộ, trong tất cả chúng sinh là một kẻ giác đầu tiên. Chúng ta chúng sinh là Bồ Tát chưa giác ngộ, Bồ Tát là chúng sinh đã giác ngộ. Vì chúng sinh đã giác ngộ nên Bồ Tát làm gì cũng đều có đại đạo tâm, do đó còn gọi là chúng sinh đại đạo tâm. Bồ Tát là bậc thánh nhân lợi mình lợi người, giác mình giác người, độ mình độ người. Cho nên đem đủ thứ căn lành tu hành hồi hướng cho chúng sinh, công đức viên mãn mới đạt đến bờ Niết Bàn bên kia. Bồ Tát khắp khai diễn pháp môn thanh tịnh vi diệu vô thượng. Trí huệ của Bồ Tát đồng trí huệ với Phật, đấng lưỡng túc, tức là Phật, phước của Phật cũng đầy đủ, huệ của Phật cũng đầy đủ, phước huệ đều viên mãn, Bồ Tát phân biệt nghĩa lý các pháp thật tướng, đắc được đáp án chốt giáo viên mãn. Bồ Tát đã thông đạt lời lẽ, đủ thứ trí huệ cũng như vậy, nói pháp như lý không chướng ngại, mà ở trong đó tâm chẳng chấp. Bồ Tát có đại trí huệ, thông đạt được lời lẽ,
và văn tự các nước trên thế giới, lời lẽ của các loài chúng sinh cũng đều thấu hiểu. Đối với tất cả nghĩa lý đều thông đạt vô ngại, đủ thứ trí huệ của chúng sinh, đủ thứ tư tưởng của chúng sinh, đủ thứ hành vi của chúng sinh, Bồ Tát đều thông đạt đến cảnh giới viên mãn. Tất cả pháp của Bồ Tát nói đều như lý không hư, không có chướng ngại. Bồ Tát đối với các pháp tâm không chấp trước, tức cũng là lìa khỏi pháp chấp. Bồ Tát hai chấp đều không, hai chấp tức là chấp cái ta và chấp pháp. Hàng nhị thừa đã hết chấp cái ta nhưng vẫn còn chấp pháp, Bồ Tát thì hai chấp đều không. Thường nơi các pháp không hai tưởng, cũng lại chẳng nghĩ nơi không hai, nơi hai không hai thảy đều lìa, biết nó đều là đường lời lẽ. Bồ Tát minh bạch tất cả các pháp vốn là vắng lặng, do đó các pháp tướng vắng lặng không thể dùng lời nói. Phàm là pháp nói ra đều là từ nhân duyên sinh ra, cho nên mới nói, các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt, Phật ta đại sa môn thường hay nói như thế. Bồ Tát thường đối với tất cả các pháp chẳng nghĩ thứ hai, hết thảy tất cả các pháp đều là đệ nhất nghĩa. Vì vậy cho nên tôi thường nói, Phật nói 84.000 pháp môn, môn nào cũng thứ nhất chẳng có thứ hai. Tại sao phải nói như vậy? Vì mỗi thứ pháp là đối với căn cơ của mỗi loài chúng sinh mà nói, chỉ cần hợp căn cơ thì là thứ nhất, nếu chẳng hợp căn cơ thì không phải là thứ nhất nhưng nó cũng chẳng phải là thứ hai, cho nên nói 84.000 pháp môn, mỗi pháp môn đều là đệ nhất. Bồ Tát đối với các pháp chẳng nghĩ hai tưởng, phải chăng nghĩ một cũng chẳng phải, vì các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt, cho nên chẳng có thứ nhất cũng chẳng có thứ hai. Bổn thể là không, để khỏi hai và không hai, hai thứ tư tưởng này. Tại sao? Vì biết hai và không hai đều là pháp có thể nói ra. Phàm là pháp nói ra được đều thuộc về trong phạm vi ngôn ngữ. Pháp nói không ra, đó là cảnh giới đường ngôn ngữ đã bạt, nơi tâm nghĩ đã diệt. Con đường lời lẽ đã dứt, chỗ nghĩ trong tâm chẳng còn nữa. Đó là pháp môn thâm sâu vô thượng, cũng là pháp môn không thể nghĩ bàn. Do đó cho nên mới nói, chẳng nghĩ hai tưởng, cũng chẳng nghĩ không hai tưởng. Biết các thế gian đều bình đẳng, đâu chẳng phải nghiệp của lời tâm. Chúng sinh huyễn hóa không có thật, hết thảy quả báo từ huyễn khởi. Bồ Tát biết tất cả chúng sinh thế gian tự tánh hoàn toàn bình đẳng đều có Phật tánh. Nhưng vì vô minh chẳng giác, sinh ra ba thứ nghiệp tướng vi tế. Đó là nghiệp tướng, hiện tướng và chuyển tướng. Ba thứ tướng này là do tâm chúng sinh tạo ra, do lời lẽ của chúng sinh tạo ra. Tất cả nghiệp đều do thân miệng ý tạo ra. Nếu thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh thì tất cả nghiệp chẳng còn nữa. Chúng sinh do hư vọng mà sinh, do hư vọng mà diệt, vì huyễn hóa chứ chẳng chân thật. Thân thể của con người là do bốn đại đất nước gió lửa hòa hợp mà sinh, đến lúc bốn đại phân tán thì chết. Chất cứng trong thân người thuộc về đất, chất lỏng thuộc về nước, độ ấm thuộc về lửa, hô hấp thuộc về gió. Đến lúc chết thì bốn chất này trả về bản thể của nó. Đất trả về cho đất, nước trở về nước, lửa trở về lửa, gió trở về với gió. Cho nên nói do hư vọng huyễn hóa mà thành chẳng có chân thật. Hết thảy quả báo đều do duyên mà khởi. Do đó khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Đó là định luật nhân quả, pháp tắc xưa nay không thay đổi. Do đó trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, trồng cái gì được cái đó. Hết thảy tất cả nơi thế gian, đủ thứ quả báo đều khác nhau, tất cả đều do nghiệp được thành, nếu diệt được nghiệp nó đều dứt. Hết thảy các loại chúng sinh trong tất cả thế gian đều có quả báo khác nhau, thọ quả báo cũng khác nhau. Ví như chó, tại sao làm chó? Vì trong quá khứ, cứ làm việc của chó, tạo nghiệp chó, thì thọ báo ứng làm chó. Heo tại sao làm heo? Vì trong quá khứ, cứ làm việc của heo, tạo nghiệp heo, thì thọ báo ứng làm heo. Bất cứ quả báo của loài chúng sinh nào đều do nghiệp lực của mình tạo thành. Do đó có thể thấy, trồng nhân thiện thì kết quả lành, trồng nhân ác thì kết quả dữ, tơ hào không sai. Đây là đạo lý tự nhiên. Cổ đức có nói rằng, dục tri tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sinh tác giả thị. Nghĩa là muốn biết nhân đời trước, đời này mình đang thọ, muốn biết quả đời sau, đời này mình đang làm. Cho nên Bồ Tát sợ nhân không sợ quả. Khi trồng nhân thì rất cẩn thận, sợ sai nhân quả.
Đến khi thọ quả báo thì bất cứ là thiện báo hoặc ác báo, tâm an lý đắc vui vẻ thọ nhận. Chúng sinh sợ quả, không sợ nhân. Khi tại nhân địa thì tùy tiện tạo nghiệp, gì cũng chẳng sợ. Đến khi thọ quả báo thì mới biết sợ. Thậm chí oán trời trách người, oán Phật Bồ Tát không gia bị, oán hộ pháp thiện thần không bảo hộ. Đây là chỗ khác nhau giữa Bồ Tát và chúng sinh. Chúng ta phải học tập Bồ Tát trồng nhiều nhân lành thì tương lai nhất định sẽ kết quả lành. Nếu nghiệp lực diệt hết thì không còn khổ nữa mà hưởng các điều an lạc. Bồ Tát quán sát các thế gian, thân miệng ý nghiệp đều bình đẳng, cũng khiến chúng sinh trụ bình đẳng giống như đấng đại thánh vô đẳng. Bồ Tát quán sát hết thảy chúng sinh, tất cả thế gian đều khởi hoặc tạo nghiệp, thọ báo. Khởi hoặc tức là khởi mê hoặc, chẳng rõ sự lý, do vô minh mà khởi. Vô minh sinh ra nghiệp tướng, tức là nghiệp tạo ra. Vô minh sinh ra hiện tướng, tức là tướng của hoặc. Vô minh sinh ra chuyển tướng, tức là chuyển biến. Vô minh sinh ra ba thứ tướng vi tế này, sau đó trở thành hoặc. Hoặc này có thô hoặc, tế hoặc, trần sa hoặc. Thô hoặc tức là kiến hoặc, đối cảnh khởi tham ái. Tế hoặc tức là tư hoặc, mê lý khởi phân biệt. Trần sa hoặc tức là hoặc như bụi như cát, tức cũng là hoặc rất nhỏ. Tạo nghiệp, tại sao chúng sinh tạo nghiệp? Vì thân miệng ý không thanh tịnh mà tạo nghiệp. Thích sát sinh thì tạo nghiệp sát sinh. Thích trộm cắp thì tạo nghiệp trộm cắp. Thích tà dâm thì tạo nghiệp tà dâm. Thích nói dối, nói hai lưỡi, nói theo dệt, chửi mắng thì tạo nghiệp nói dối, nói hai lưỡi, nói theo dệt, chửi mắng. Người thích tham lam thì tham mà không biết chán. Bất cứ vật gì càng nhiều càng tốt. Do đó, người xuất gia không thích tài vật mà càng nhiều càng tốt. Người thích sân, bất cứ lúc nào cũng đều có tâm sân hận, đối với hết thảy mọi người đều không vừa ý. Người thích si, tự cảm thấy có trí huệ nhưng làm việc điên đảo, thị phi chẳng rõ, trắng đen chẳng phân biệt. Ngu si đến trình độ này. Thọ báo tức là làm nghiệp gì thọ quả báo đó. Người có tâm tham thì chết rồi biến thành quỷ. Người có tâm sân thì chết rồi biến thành súc sinh. Người có tâm si thì chết rồi đọa vào địa ngục. Đó là quả báo tự làm tự thọ. Thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh tức là bình đẳng. Ba nghiệp bình đẳng tức là không. Không hay tiêu diệt 10 điều ác. Bồ Tát cũng khiến tất cả chúng sinh đều thanh tịnh, trụ trong cảnh giới bình đẳng giống như đấng đại thánh vô đẳng, tức cũng là Phật. Bồ Tát nghiệp thiện đều hồi hướng, khắp khiến chúng sinh sắc thanh tịnh, phước đức phương tiện đều đầy đủ, đồng với bậc vô thượng điều ngự. Bồ Tát làm đủ thứ công đức, tu các thứ nghiệp thiện, chẳng giữ lại cho chính mình mà hoàn toàn hồi hướng cho chúng sinh, khắp khiến cho tất cả chúng sinh sắc thân thanh tịnh. Bồ Tát có đủ thứ phước đức, có đủ thứ phương tiện đều đầy đủ viên mãn, cũng hy vọng tất cả chúng sinh phước đức đầy đủ, phương tiện đầy đủ, trí huệ đầy đủ, đồng với bậc vô thượng điều ngự Phật. Phật điều ngự được chúng sinh ba cõi, làm thầy điều ngự ba cõi. Bồ Tát vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được lợi ích lớn, cho nên vì chúng sinh mà tu hành, vì chúng sinh mà tu công đức, vì chúng sinh mà tu nghiệp thiện. Tóm lại, tất cả đều vì chúng sinh mà chẳng vì mình. Bồ Tát có tướng tốt trang nghiêm và công đức viên mãn, khắp khiến cho tất cả chúng sinh cũng có tướng tốt trang nghiêm, cũng có công đức viên mãn. Có phải được như vậy chăng? Bồ Tát chẳng màng vấn đề này, chỉ nguyện cho tất cả chúng sinh tốt thì đại hoan hỷ. Dùng tâm đại từ và tâm đại bi để giáo hóa chúng sinh, đối đãi chúng sinh, lỗi lầm của chúng sinh là của Bồ Tát, công đức của Bồ Tát là của chúng sinh, tinh thần thương xót chúng sinh của Bồ Tát khiến cho người kính ngưỡng. Bồ Tát chẳng bỏ một chúng sinh ác nào, rất thương xót họ, dùng tâm từ bi, tâm thiện lương để cảm hóa họ, để nhiếp thọ họ, chuyển thành chúng sinh thiện. Bồ Tát dùng chân tâm thành khẩn để giáo hóa tất cả chúng sinh, để điều phục tất cả chúng sinh. Đáng tiếc là chúng sinh can cường, khó điều khó phục, nhận lầm rằng Bồ Tát lo việc đâu đâu, nói Bồ Tát quá ngu si, không có việc tìm việc làm. Song Bồ Tát nguyện làm việc ngu si, việc mà chúng sinh không muốn làm, thì Bồ Tát lại làm. Việc mà chúng sinh muốn làm thì Bồ Tát không làm. Tư tưởng của Bồ Tát thật là cao thượng. Chúng ta phải kiếm hiền tư tà, nghĩa là thấy người khác giỏi hơn, cố gắng làm cho bằng họ. Bồ Tát lợi ích các quần sinh,
công đức biển cả hồi hướng hết. Nguyện khiến oai quang hơn thế gian, được thành thân đại lực dũng mãnh. Bồ Tát chưa từng nghĩ vì mình, cử chỉ hành động, đều nghĩ vì chúng sinh. Vì khiến cho chúng sinh chấm dứt sinh tử, trở lại con thuyền từ bi, đến thế giới Ta Bà độ quần sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui. Bồ Tát vì lợi ích chúng sinh mới đem công đức như biển cả, hồi hướng hết cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát đối với chúng ta quá từ bi, nói thẳng là chẳng cách chi báo đáp được ân đức của Bồ Tát. Chỉ có một phương pháp báo đáp là nỗ lực tham thiền, minh tâm kiến tánh, thì báo đáp được một trong vạn phần. Bồ Tát lại phát nguyện, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được quang minh đại oai đức, đại trí huệ, đặc biệt hơn tất cả mọi người thế gian, đắc được thân kim cang bất hoại, đại anh hùng, đại dũng mãnh, đại trượng phu. Phạm chỗ tu tập các công đức, nguyện khắp thế gian đều thanh tịnh, chư Phật thanh tịnh không ai bằng, chúng sinh thanh tịnh cũng như vậy. Phạm là Bồ Tát tu tập tất cả công đức, nguyện khiến cho khắp tất cả thế gian đều thanh tịnh, chẳng có chỗ nào ô uế. Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều có pháp thân viên mãn thanh tịnh, chẳng có gì sánh bằng. Bồ Tát phát nguyện, nguyện cho sắc thân của tất cả chúng sinh đều thanh tịnh, giống như pháp thân của Phật, không hai không khác. Bồ Tát nơi nghĩa được thiện xảo, biết được pháp tối thắng của Phật, đem nguyện thiện bình đẳng hồi hướng, nguyện khiến các loài đồng Như Lai. Bồ Tát đắc được trí huệ biện tài vô ngại, thiện xảo phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Hết thảy tất cả nghĩa lý trong kinh Bồ Tát đều minh bạch, giáo nghĩa thông đạt vô ngại, giáo lý viên dung vô ngại. Từ một đạo lý sinh ra vô lượng thứ đạo lý, vô lượng thứ đạo lý quy về một đạo lý, do đó một làm vô lượng là một. Đây là cảnh giới diệu pháp hoa nghiêm. Pháp môn thiện xảo phương tiện, tức là đối với loài chúng sinh nào thì nói pháp đó. Ví như đối với chúng sinh nhiều tham thì dạy họ tu pháp môn quán bất tịnh. Quán bất tịnh tức là chín lỗ chảy ra thứ bất tịnh, mắt thì có ghèn, tai thì có cứt váy, mũi thì chảy mũi, miệng thì có đàm, đó đều là những vật bất tịnh. Lại thêm vào đại tiểu tiện, những vật càng bất tịnh. Phàm là người tham ái thân thể thì đối với họ nói pháp môn quán bất tịnh, thân thể là túi da hôi thối, trong đó đầy rẫy máu mủ nước tiểu. Quán như thế thì sẽ chẳng còn ưa thích thân thể nữa, tham từ từ sẽ bớt đi, nhưng phải mượn giả tu chân, đừng quá chấp trước nó, xem nó như là bảo bối. Đối với người nhiều sân thì dạy họ tu quán tử bi. Đối với tất cả chúng sinh phải có tâm tử bi, nghĩa là thương xót tất cả chúng sinh, có tâm đồng tình, người yếu mình yếu, người đói mình đói. Phàm là người tu hành phải có tâm trạng tử bi làm hoài bão, phương tiện làm cửa, bằng không thì chẳng có sự thành tựu. Đối với người nhiều si thì dạy họ tu quán nhân duyên, quán đạo lý 12 nhân duyên mà ngộ đạo lý sinh tử lưu chuyển. Biết đạo lý tiến nhân hậu quả, tin nhân quả chẳng sai nhân quả. Bồ Tát biết nghĩa lý pháp của chư Phật nói tối thủ thắng, đem căn lành công đức tích lũy, bình đẳng hồi hướng cho chúng sinh, nguyện khiến cho chúng sinh đắc được trí huệ và quả vị giống như Phật. Bồ Tát biết rõ các pháp không, tất cả thế gian không chỗ có, không có tạo tác và kẻ làm, chúng sinh nghiệp báo cũng không mất. Bồ Tát biết rõ tất cả các pháp vốn là vắng lặng, do đó các pháp từ bản lai thường tự tịch diệt tướng, không thể dùng lời nói. Bản thể các pháp vốn vắng lặng, nói không ra, tất cả thế gian chẳng chỗ có, vì là không chẳng có phần, hay Thượng Đế tạo làm ra thế gian. Phật giáo phủ nhận có thần chủ tể, mà nhận rằng vạn sự vạn vật đều do nhân duyên, nhân sinh, sinh diệt, là hiện tượng tự nhiên. Nói cho dễ hiểu là chẳng có ai dạy bạn đi làm thiện hoặc làm ác, mà là bạn tự lựa chọn làm thiện hoặc làm ác, chẳng có quan hệ gì với người khác. Tự mình trồng nhân lành, tương lai sẽ kết quả lành. Tự mình trồng nhân ác thì tương lai sẽ kết quả ác. Thiện ác chẳng phải thần cho, mà là tự làm tự thọ. Do đó, phải lựa thiện mà theo, không thiện thì sửa đổi. Nếu chẳng phải tình hình như vậy, thì có thể tùy tiện tạo nghiệp ác. Do đó phải làm việc thiện, đừng làm việc ác, tổn người lợi mình. Quả báo của chúng sinh tuy nhiên là có, nhưng chẳng phải do người khác làm chủ tể, do báo ứng, tự mình trồng nhân kết quả mà thọ báo, thì cũng chẳng có ai lại
thay thế. Các pháp tịch diệt chẳng tịch diệt, xa lìa hai tâm phân biệt này. Biết các phân biệt là đời thấy, vào nơi chánh vị hết phân biệt. Bản thể của các pháp tuy là tịch diệt, nhưng do nhân duyên sinh ra, nếu minh bạch đạo lý thật tướng các pháp, thì tư tưởng tịch diệt hay chẳng tịch diệt đều tiêu diệt. Tại sao có tâm phân biệt? Vì truy kiến phân biệt của thế gian, phân biệt cái này, phân biệt cái kia, phân biệt đúng, phân biệt sai, phân biệt trắng, phân biệt đen, phân biệt thiện, phân biệt ác. Đến được cảnh giới của Bồ Tát thì xa lìa tâm phân biệt tịch diệt, chẳng tịch diệt. Biết tất cả phân biệt đều là tri kiến của thế gian mà vào được bậc chân chánh trí huệ, tức là thành quả vị Phật, tất cả tâm phân biệt chẳng còn nữa. Như vậy chân thật các Phật tử, từ nơi Như Lai pháp hóa sinh, Bồ Tát khéo hồi hướng như vậy, thế gian nghi hoặc đều trừ diệt. Hay tư duy tất cả các pháp như vậy thì mới chân chánh là đệ tử của Phật. Đó là từ trong Phật pháp hóa sinh, Bồ Tát hay tích tập căn lành và hồi hướng như vậy, thầy đều hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, khiến cho nghi hoặc của thế gian đều trừ diệt hết không còn.